từ khi tốt nghiệp lớp 12 năm 2002. Hôm nay ngày 9 tháng 7 năm 2022, chúng em mới có dịp được gặp mặt đông đủ các cô giáo chủ nhiệm kính yêu và các bạn học thân thiết ngày ấy. Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn thể các thành viên của lớp 17 khóa 1999-2002, em xin gửi tới các cô giáo sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất. Trong niềm vui hôn mộ này, chúng em xin được kính chúc các cô luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, thành công hơn nữa trong sự nghiệp chồng người. Xin gửi tới tất cả các bạn học năm xưa lời chào thân thương nhất. Chúc các bạn và gia đình mình vạn sự như ý, thành đạt và hạnh phúc. Và cuối cùng là chúc cho buổi gặp mặt hôm nay của chúng ta thật nhiều niềm vui, bổ ích và nhiều ý nghĩa. Chúc cho tình bạn của chúng ta ngày thêm bền chặt và gắn bó. Kính thưa các cô giáo, thưa các bạn, kể từ ngày lớp chúng ta chia tay, các thầy cô, bạn bè rời mái trường thân yêu, nay đã trải qua 20 năm. Và cũng gần ấy thời gian, mỗi chúng ta đều bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời với bao suy nghĩ, lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui, nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ và cũng có những điều muốn được quên đi. Nhưng chắc chắn một điều rằng, trong mỗi chúng ta không thể nào quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thạch thất thân yêu. Mỗi năm hè đến, khi cánh phượng hồng như đang rực cháy, những hình ảnh kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt lại trào dâng trong lòng ta. Một nỗi niềm bồi hồi xúc động. Với cảm xúc đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường yêu dấu để một lần nữa được gặp lại các thầy cô giáo thân yêu và các bạn. Hôm nay lớp 17 chúng ta tổ chức buổi họp mặt chính thức đúng 20 năm xa cách, một cách trang trọng hơn, đầy đủ hơn, cũng để thỏa lòng những tâm tư và tình cảm đó. Trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường hôm nay, lớp 17 rất vinh dự được đón tiếp các cô giáo chủ nhiệm đã đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong những năm học cấp 3. Tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô giáo Nguyễn Thị Hòe, là nguyên giáo viên chủ nhiệm lớp 12, và cô giáo Phùng Thu Hương, nguyên chủ nhiệm lớp 11, và cũng đông đủ các thành viên lớp 17 khóa 1999-2002. Đề nghị chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng các bạn. Vâng ạ, rất tiếc là hôm nay cô giáo Nguyễn Thị Phương có nhận lời với lớp là đã đến tham gia cái buổi hội ngộ ngày hôm nay, nhưng mà vì cô có một cái lịch rất là đột xuất nên là cô Phương xin phép lớp là hẹn chúng ta đến một dịp khác. Ngay sau đây chúng ta em xin trân trọng mời các cô giáo và toàn thể các bạn chúng ta quay trở lại về ký ức xưa một chút với một video ngắn rất là tình cảm. Xin mời cô cùng các bạn. Joe.
chợt nhớ những hoài niệm để nụ cười có mãi là trên tháng đi trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.